Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách làm kem dừa. Kem là thường cho vào hộp, thay vì cho vào hộp thì mình cho vào những cái túi nhỏ như thế này để tiện hơn trong lúc mình dùng đó, nhưng kem vẫn mềm mịn dẻo và không có bị dâm đá. Ở đây là mình không có dùng máy và cũng không có dùng là bột kem sữa béo. Cách làm này thì cũng rất là đơn giản hả các bạn, thì sau đây xin mời các bạn vào cùng xem nha. Rồi để làm được cái món này thì ở đây mình chuẩn bị là 1 kg cơm dừa. Phần cơm dừa này là nó non hơn là cái dừa làm mứt của mình đó nha. Mình dùng cái phần cơm dừa non này thì nó có cái độ dẻo mềm, nó không có bị sáp. Còn nếu như các bạn mà chọn cái dừa mà nó giống làm mứt á, thì lúc mà mình xay ra thì mình ăn nó có cái độ sáp lắm, nên là cái phần đó hơi cực đó. Mình dùng qua rây mình lược lại nữa. Còn các bạn chọn là cái cơm dừa như thế này nè, nó mềm dẻo như vậy nè các bạn, là mình xay ra nó rất là dẻo ngon luôn. Còn chỗ bán cơm dừa này thì các bạn lại những cái chỗ mà người ta bán dừa tươi á, 1 ký như vậy thì 20.000. Rồi những cái màng màu vàng nó bám ở trên cái cơm dừa nè, để chút nữa mình loại bỏ. Rồi tiếp theo là mình dùng thêm là 400 ml sữa tươi. Cái loại này là mình dùng có đường đó. Và thêm 200g đường cát trắng. Cái phần này nếu như các bạn mà thích nó ngọt hơn thì các bạn cũng có thể là tăng hoặc là giảm cái lượng đường này lại. Và 300 ml nước lọc. Cái lượng nước lọc thì các bạn dùng cho nó tương đương với cái phần sữa đặc. Thì cái lon sữa đặc này là 380g. Thì lượng nước mình dùng ở đây là 300 ml hoặc là 400 ml cũng được. Cái lượng nước này mình dùng thì để chút nữa mình cho vào cơm dừa để cho nó dễ xay hơn. Rồi bây giờ mình sẽ loại bỏ những cái màng màu vàng ở trên cái phần cơm dừa ra. Rồi trước khi mình gọt bỏ cái màng này thì ở đây mình chuẩn bị là 1 thau nước muối loãng, dắt thêm nửa trái chanh nữa. Nếu như các bạn không dùng chanh thì các bạn cũng có thể là dùng 2 trái tắc cũng được. Mình gọt cơm dừa xong thì mình cho vào đây mình ngâm, đừng cho nó bị thâm đó. Sau khi mình đã gọt xong rồi, rồi bây giờ mình sẽ đổ vô cái rổ cho nó ráo nước. Phần này thì mình không cần rửa lại đâu. Cái phần cơm dừa này thì nó cũng rất là sạch rồi, chủ yếu là mình loại bỏ cái màng màu vàng vàng ra thôi. Và mình đem đi mình sắc cái phần này. Phần này thì mình không có cần sắc nhỏ đâu, thì cũng tùy thuộc vào cái máy sinh tố của mình. Khi mà phần cơm dừa mình đã sắc xong hết rồi, bây giờ mình sẽ lần lượt cho vào cái khối sinh tố để mình xay cho nó nhuyễn ra luôn. Cái lượng nước thì mình chia đều ra. Mình làm sinh tố bằng cái cơm dừa non này nè, thì mình ăn nó có cái vị béo, thơm và nó cũng có cái độ dẻo. Nếu như các bạn thích mùi hương vani thì các bạn cũng có thể thêm vào. Còn ở đây là cái mùi cơm dừa non này á, thì mình nghe nó cũng rất là thơm rồi, cho nên là mình không có dùng thêm là hương hoa ni vào đây. Ở đây là mình dùng một ít sữa mình xay, do là hồi nãy mình dùng hết nước rồi. Sau khi mà xay xong rồi hết á, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái son. Phần cơm dừa này á, thì bây giờ mình sẽ nấu nha. Rồi 200g đường cát á, thì mình cho vào đây. Và dặn thêm một ít muối nữa, khoảng 1/3 hoặc là 1/4 thôi. Và lượng sữa tươi còn lại bao nhiêu á thì mình cho vào đây hết luôn. Và lúc này thì mình mở bếp lên, mình nấu với mức lửa riu riu thôi nha. Phần này mình nấu lửa lớn là nó bị khét đó. Và chịu khó vậy liên tục luôn, đừng để cho nó bị khét dưới đáy. Một lon sữa đặc thì mình cho vào đây luôn.
Và khi các bạn nấu phần sữa này á, khi nó nóng mà nó bốc khói lên á, thì tính từ lúc đó là mình nấu 5 phút. Và mình đừng để cho nó sôi bừng nha. Mình nấu với mức lửa nhỏ và mình dùng cái giá này mình đảo liên tục như vậy nè, tránh để cho nó khét cái dưới đáy son và nó cũng không có trào bọt ra nữa. Khi mà các bạn thấy nó có hiện tượng trào bọt á, thì mình dặn cái lửa xuống cho nó nhỏ, thật nhỏ, và mình dùng muỗng mình đảo liên tục là nó không có trào cái phần bọt à. Rồi mình nấu được 5 phút là mình tắt bếp được rồi. Và để cho cái phần này nó nguội bớt đi rồi mình mới cho vào trong những cái túi nhỏ. Như thế này mà nếu như các bạn không thích cho vào những cái túi nhỏ thì các bạn cho vào cái hộp hoặc là cái vật gì cũng được hết á. Thì hôm nay mình cho vào những cái túi nhỏ nhỏ như vậy để mình dùng cho nó tiện hơn đó các bạn. Và mình dùng cái ca có cái miệng nhọn để mình gót vô cái bọc cho nó dễ hơn. Cho một lượng sữa vào trong cái bịch này khoảng là hơn 2/3 một chút. Rồi mình túm cái đầu lại mình buộc. Phần này thì mình buộc giống như là cái phần sữa chua các bạn. Những cái túi nhỏ này là 4x12 á. Các bạn tìm mua ở những cái tiệm tạp hóa lớn đó, hoặc là trong siêu thị nó đều có bán hết à. Cái bọc nhỏ này thì nó cũng rất là rẻ tiền đó các bạn. 100g thì chỉ có 5.000 thôi, mình dùng được rất là nhiều luôn. Rồi như vậy là mình buộc đến khi nào cho nó hết cái phần này luôn. Rồi như vậy đó là mình buộc được là 28 túi. Và bây giờ mình sẽ cho vào ngăn đá mình để. Và trước khi cho vào ngăn đá thì mình cho vô cái bọc ni lông nè. Đây là cái bọc nó hơi mỏng quá đó, cho nên là mình dùng hai cái bọc. Rồi mình cho vào mình buộc lại thì cho nó giảm bớt đi cái độ đóng tiết đó. Rồi sau khi mình để trong tủ lạnh được khoảng 8 hoặc là 10 giờ rồi, nó đông cứng là mình dùng được rồi đó. Đây là các bạn ơi, phần này mình mới đem ra thì nó cứng, rất là cứng luôn. Do cái kem này nó rất là dẻo. Đây mình sẽ đổ vô cái hộp cho mình nhìn cho nó rõ hơn ha. Ăn kem này thì các bạn cũng có thể là mình ăn giống như là sinh tố vậy đó, mình cầm nguyên bịch mình cắn mình ăn luôn cũng được. Còn ở đây mình sẽ lấy ra hai bịch cho các bạn xem nha. Cái độ dẻo của nó rất là dẻo luôn. Ăn nó thì có cái vị béo ngọt và thơm cái mùi tự nhiên của cơm dừa. Để cho cái phần kem mình được ngon hơn thì mình cho vào đây là một ít sữa đặc và thêm một ít đậu phộng nữa thì cái phần kem mình nó thêm cái phần hấp dẫn hơn. Và như vậy là cũng rất là đơn giản, mình vừa thực hiện xong cách làm kem dừa rồi. Kem ngon, mát, lạnh, không hề bị dâm đá. Các bạn xem video này thấy hay và thích thì các bạn cũng có thể là cho mình một like. Và đồng thời ấn nút đăng ký kênh luôn để xem thêm nhiều cái món ăn tiếp theo nữa nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.